Hello, xin chào anh em. Hôm nay Thịnh tiếp nối với anh em video clip bữa hôm mình nói với anh em về thay mặt kính cho chiếc Xiaomi Mi Note 10, anh em nhớ không? Đó, nhưng mà hôm nay làm clip kiểu mới nha anh em. Đó là hoàn cảnh mình túng thế, mình tùng quyền thôi. Thế giờ là như vậy, đó là máy Thịnh chưa kịp quay clip thì em gái qua lấy máy về rồi. Đó nên là không có cái máy thực tế đây để mà nói với anh em, chia sẻ những kiến thức xung quanh cái việc công tác thay kính cho con Mi Note 10 đó. Đó, cho còn kịp giữ lại có cái mỗi cái kính bể nè anh em. Đó anh em thấy ha. Đó thì bây giờ Thịnh sẽ nói với anh em, chia sẻ với anh em ở vị trí người dùng nha, những kiến thức anh em cần trang bị khi anh em đang xài cái con Mi Note 10 này hoặc Mi Note 10 Pro nói chung nha. Đó, và anh em gặp phải tình huống mà bể kính màn hình thì anh em cần trang bị những kiến thức gì, làm sao để khôi phục thiết bị về cái trạng thái tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất cho anh em. Rồi, trước mắt chúng ta nói về cái đặc điểm cái bộ màn hình của con Mi Note 10 này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau ha. Mình xem về một cái thông số, một số cái thông số kỹ thuật của con Mi Note 10. Rồi anh em đợi hình xíu nha. Đây, chúng ta cùng nhau xem đi anh em. Đó, Mi Note 10 ha. Đó, giống như cái máy của anh em đang có đúng không? Màn hình cong ha. Display nè. Loại màn hình nè, AMOLED nè, 600 nits nè, 6.47 inch nè, kính cường lực bên ngoài nó là Gorilla Glass 5 nè, anh em thấy không? Đó, mật độ điểm ảnh là 398 ppi nè. Đó, những cái thông số này á, xét về cái một cái bộ màn hình cong của những cái dòng smartphone bây giờ thì nó không phải gọi là cao cấp nhất nha. Không phải gọi là cao cấp nhất nhưng mà nó đủ dùng và nó đem đến cho anh em những trải nghiệm mượt mà, bởi vì nó cong về hai cạnh mép nhìn nó rất là cao cấp và anh em đủ để hài lòng với thiết bị của mình. Thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng á, nếu mà anh em vô tình anh em đánh rơi hay va đập, hoặc nhiều khi anh em để túi mà chung với chìa khóa, hoặc chị em bỏ trong túi xách mà nó cứng với những cái chìa khóa hay là thổi son gì đó nhằm ngay những cái góc cạnh, thì nó có thể dẫn đến tình trạng nó bở kính. Bở kính nghĩa là sao? Bở kính nghĩa là cái mặt kính này chúng ta nó bể vỡ ra nè. Đó, nhưng mà màn hình nó vẫn hiển thị lên hình ảnh bình thường, nó vẫn vuốt cảm ứng bình thường. Thì chúng ta xác định là nó chỉ bể cái mặt kính bên ngoài thôi, cái màn hình bên trong nó vẫn ok. Với đặc điểm của một cái màn hình AMOLED như thế này ha, thì cái việc mà cấu tạo của màn hình nó bao gồm hai lớp chính. Một là cái lớp kính bên ngoài, nó là lớp kính bảo vệ, như anh em thấy đây, nó chỉ là cái lớp kính thôi nè. Đó, em nghe tiếng không? Nó chỉ là một cái lớp kính đơn thuần thôi. Đó, và bên trong nó là một cái phôi màn hình, và giữa cái kính với cái phôi đó nó ép với nhau bằng keo. Nè, anh em thấy keo không? Đó, nó ép với nhau bằng keo, bằng một cái hệ thống máy ép chân không chuyên dụng. Nó ép lại xong thì nó hoàn thành cái bộ màn hình hoàn chỉnh của máy. Rồi, thì cái phôi màn hình bên trong của cái tấm nền AMOLED nó đảm nhận hai cái vai trò. Một là nó hiển thị hình ảnh cho chúng ta, hai là nó nhận diện cái thao tác cảm ứng. Có nghĩa là chúng ta có quẹt cảm ứng này nọ, chúng ta chạm nó có ăn được hay không là do cái phôi màn hình đó. Cái lớp kính này nó không có đảm nhiệm được những cái vấn đề đó, hiển thị hình ảnh cũng không, cảm ứng cũng không. Nó chỉ là lớp kính bảo vệ cái lớp phôi màn hình và nó hình thành cái thiết kế tổng thể của mặt trước. Rõ ràng mặt trước chúng ta phải có một cái lớp kính để bao bọc lại, chúng ta đâu có để cái phôi trần như vậy mà chúng ta sử dụng được. Đó, nên là vai trò lớp kính là như vậy ha, bảo vệ phôi màn hình và hình thành thiết kế tổng thể của mặt trước thiết bị. Thì nếu mà những cái va đập chúng ta xác định là nó chỉ mới bể cái kính này thôi, thì chúng ta sẽ đi tìm giải pháp thay riêng cái mặt kính này để làm gì? Để tiết kiệm chi phí thôi chứ không có gì hết trơn. Để tiết kiệm chi phí, duy nhất một mục đích đó thôi. Khi mà anh em đem vô hãng, nếu mà anh em bể cái kính nhưng mà màn hình anh em vẫn lên hình bình thường. Đó, như thế này, vẫn lên hình bình thường, màu sắc bình thường, vũ cảm ứng tốt luôn. Mà hãng vẫn nói anh em là phải thay nguyên một bộ màn hình. Có nghĩa là thay một bộ mới, nó bao gồm cả cái kính mới rồi cái phôi mới, nó đã ép lại thành nguyên một bộ hoàn chỉnh hết rồi. Chúng tôi thay chỉ thay nguyên một bộ như vậy thôi. Đó, tại sao? Tại vì tất cả các hãng luôn chứ không phải riêng gì Xiaomi, nên anh em đừng có trách là sao hãng lại như vậy, không thay riêng cái mặt kính cho nó tiết kiệm tiền. Đó không là chính sách của tất cả hãng luôn. Tại vì cái việc thay kính này nè, nó thủ công lắm, anh em chịu khó. Cái clip này Thịnh quay không kịp, anh em chịu khó anh em xem những video clip mà bên Thịnh thay kính, anh em sẽ thấy nó thủ công như thế nào. Đó, ngồi rị mò mở ra rồi lấy cái cọng chì, cọng dây cắt kính, dây đồng á, dây mảnh á, luồn vào để cắt riêng cái kính này ra, giữ lại cái phôi bên trong.
Đó, và mỗi một cái máy nó bể cái thế nó khác nhau, nên là cái cách làm nó cũng khác nhau, chứ không có cái máy nào giống máy nào, nên thành ra nó thủ công quá. Bây giờ nếu mà nguyên một hệ thống bảo hành của Xiaomi trên toàn cầu mà mỗi người thợ, mỗi tay nghề khác nhau mà mỗi ca mỗi làm khác nhau thì làm sao họ thay kính như vậy được? Làm sao mà đồng bộ được cái chất lượng ở cái quy mô toàn cầu cái dịch vụ bảo hành được? Nên bà bắt buộc hãng nào họ cũng thay nguyên bộ màn hình là như vậy. Nhưng mà mình nè, ở vị trí người dùng nè, sau khi bỏ qua cái vấn đề mà tính chuyên nghiệp của thương hiệu thì bây giờ mình phải lo đến túi tiền của mình. Đó đến là mình muốn tìm cái giải pháp làm sao cho nó vừa tiết kiệm mà xài nó vẫn ok. Thì đó công nghệ ép kính ra đời. Ép kính nghĩa là sao? Ép kính nghĩa là chúng ta lọc riêng cái lớp kính vỡ này ra và chúng ta dùng một cái kính mới, chúng ta lại ép vào cái lớp phôi cũ vẫn còn sử dụng tốt bằng cái hệ thống máy ép chân không chuyên dụng để mà hoàn tất cái quá trình ép kính xong thì chúng ta có một bộ màn hình vẫn sử dụng được tốt như lúc ban đầu. Bởi vì vẫn là cái lớp phôi zin lúc ban đầu vẫn còn đang sử dụng ngon đó, nên là chúng ta bảo toàn được thì nó vẫn tiếp tục sử dụng ngon thôi, màn hình màu sắc nó đẹp, cảm ứng nó vẫn mượt mà bình thường thôi, đúng không? Và chúng ta lại có một cái lớp kính mới không còn bể vỡ nữa. Rồi thì anh em coi ở cái đầu clip á, anh em đã thấy là hình đã thay, lúc mà hình quay thì anh em thấy nó bị bể những cái góc cạnh ở dưới cái màn hình nó như vậy. Và em gái đó, em gái có nói là đi hỏi mấy chỗ ngoài ở trong hãng á, thì hỏi bên ngoài thì có nơi thì nói không thay được màn cong, có nơi thì là nói không có kính đó, nên là đều hướng đến là kêu thay nguyên bộ màn hình đi. À, nên mà em gái này cũng thuộc dạng là có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm sửa chữa, nên em cứ nhất quyết đi tìm cho bằng được cái chỗ để thay mặt kính để cho nó giảm tiền, thì lỡ rớ sao lại lọt vô cái hang ổ của Thịnh nè. Đó thì lại thay được mặt kính thì lại tiết kiệm tiền đó. Bây giờ Thịnh quay kịp một cái clip, Thịnh có nhờ bạn kỹ thuật bạn quay kịp một cái clip trước khi mà giao máy cho khách đó. Là đây anh em xem nè, cái máy sau khi đã được ép kính nè, anh thấy đẹp không, kính zin nha, anh em thấy cái độ khít của nó như thế nào, rất là đẹp đó, màu sắc nè mượt không đó. Bạn gái đó bạn hỏi là ép kính xong có mượt không anh, đó bữa giờ anh giao máy là thấy là im ru rồi, có nghĩa là xài rất là mượt rồi ha, chứ mà trục trặc cảm ứng bấm không ăn hay gì là người ta đã gọi phản ánh mình liền đó. Đang test bằng một tay quay một tay kéo, nên thấy ha, màu sắc rồi rõ ràng mượt mà đó, cảm ứng không bị đứt một điểm nào nè. Chúng ta nhìn lại mấy cái góc cạnh nè, khít không, hai cái góc bo cong của nó anh em thấy như thế nào, rất khít rất là đẹp ha. Đó, một cái máy mà nếu mà được ép hoàn thiện cao á, là nó sẽ đạt đến cái trình độ như vậy đó, ráp hoàn chỉnh hết nó sẽ đạt đến trình độ như vậy, rất là đẹp rất là đều, góc bo cạnh rồi dán kỹ lưỡng lắm. Thì chúng ta người dùng chúng ta chọn được giải pháp này là quá ưng ý rồi, thì chúng ta vừa tiết kiệm tiền mà xài đâu khác gì cái máy zin đâu. Nhưng mà có cái là đó, anh em chịu khó ha, tìm kiếm đến những cái cơ sở chuyên sâu, giống như em gái này ví dụ là đi một hai chỗ ở đâu cũng chê, ở đâu cũng suối thay màn hình, gặp ví dụ người không biết thì người ta cũng thay màn hình luôn đó, thì ra mất mất cũng kha khá tiền, nó cũng gần gấp đôi tiền đó, mà trải nghiệm thì nó cũng y chang vậy thôi. Nếu mà thay được đúng cái kính zin nè, góc cạnh nè, thích không, rất là thích ha. Cái này là cái bóng ánh sáng nha anh em đừng có nói bị sọc màn hình, tội nghiệp Thịnh nha. Cái bóng á. Rồi ok anh em. Vậy thì Thịnh lưu ý với anh em cái điểm này, với mà chúng ta ở vị trí người dùng những cái con máy mà Xiaomi mà đặc biệt là màn hình cong như thế này, chúng ta tìm kiếm những đơn vị mà thay kính chuyên cho nó rất là hiếm, và không phải đơn vị nào cũng tự tin dám nhận đảm bảo thay thế thành công. Có thể họ sẽ nói với anh em là chúng tôi nhận rủi ro, có nghĩa là 50-50, thay được thì lấy tiền, không thay được thì bạn phải thay màn hình mới xài được ha. Thì những cái trường hợp đó cũng là do, thứ nhất là họ không chuyên, thứ hai là có thể là quy trình như vậy để họ tránh cái rủi ro về phần mình, đảm bảo cái khỏi phải đền màn hình trước cái đã đó. Nhưng mà bên Thịnh thì làm việc cũng lâu rồi, cũng nên là cũng biết cái luật của sửa chữa ha, mình thợ lâu năm rồi mình biết luật của sửa chữa, mình sẽ nhận máy nào đàng hoàng rõ ràng, máy anh em còn cảm ứng rồi được, không có cái gì mà đặc biệt, không có bị đốm mực hay gì hết thì Thịnh nhận 100%, 100% làm được. Nếu mà lỡ làm hư tự giác đền màn hình khác cho anh em
chứ không phải là thủ cái thế cho mình thôi. Đó là luật sửa chữa nha. Rồi, bên cạnh đó lúc mà anh em giao máy á, trước khi mà anh em bàn giao máy á, anh em nhớ cùng với đơn vị sửa chữa anh em test máy lại đi, test cho ok tính năng hết để làm gì, để anh em ghi nhận rằng máy của tôi lúc mà đưa cho anh sửa máy còn ok, mọi tính năng bình thường hết, camera, wifi, sim sóng, loa, rung, chuông, mic bình thường hết. Thì lúc anh làm xong tôi tới tôi test lại phải ok hết, chứ anh làm xong tự nhiên tôi mất cái loa, anh làm xong tự nhiên tôi không bỏ sim vô, nó không có sóng, nó không nhận sim là chết tôi luôn, đúng không? Đó, nên là cái gì mình phải thống nhất trước. Nếu anh em không thống nhất tới lúc anh em lại lấy máy, nó phát sinh lỗi này lỗi kia, anh em nói nhiều khi anh em mất cái lý, mất cái thế. Tại vì người ta sẽ nói sao, người ta sẽ nói ủa tôi thay kính thôi, máy này của anh bị trước thì sao tôi đâu biết. Đó, nên là chúng ta phải test máy trước, lúc mà giao hai bên thống nhất trước với nhau. Đó, hình lưu ý với anh em những việc lưu ý đó thôi. Và thứ hai, để sử dụng máy cho nó bền á, anh em nhớ tránh ra va đập, tránh rơi rớt, đừng có để chung với chìa khóa, những cái vật cứng nhọn đồ nó dễ bể lắm. Nếu mà màn hình nha, màn hình đặc điểm của kính cường lực nha, dù là lát 5 hay lát mấy, nếu mà anh em gõ thẳng vô đây chưa chắc nó bể, nhưng mà nếu anh em cứng ở những cái góc nè, những cái góc nè, đó, những cái cạnh nè, những cái mép cong nè, tức vô là bể liền. Rồi, ok anh em, nếu anh em có nhu cầu cần thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 10, quên, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh ha. Thịnh thì cũng không phải là quan trọng là anh em phải qua thay ở bên Thịnh đâu. Thịnh thì chủ yếu là muốn là anh em ta kết giao bằng hữu vui vẻ này nọ trong cuộc sống mà. Mình cũng còn nhiều cơ hội để gặp nhau chứ cũng đâu phải riêng là cái thay cái mặt kính cái điện thoại đâu, đúng không? Đó, hy vọng anh em chúng ta biết đến nhau. Đó, và Thịnh giúp được cái gì, Thịnh có những kiến thức nào Thịnh sẽ nói lên hết để gửi tặng cho anh em, hy vọng anh em sửa máy ở đâu đi nữa thì cũng đạt được cái hiệu quả ha. À, rồi cảm ơn em theo dõi video clip này nha, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả.